6 loại cây thuốc nam điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam giới. 1. Gừng tươi. Mặc dù gừng tươi là một nguyên liệu quen thuộc và hầu như được dùng đến trong bữa ăn hàng ngày, nhưng ít người biết đến công dụng của gừng trong điều trị chứng vô sinh hiếm muộn. Những tác dụng khác của dược liệu giúp làm ấm cơ thể, kích thích khí huyết lưu thông đến mọi cơ quan, đặc biệt là hệ thống cơ quan sinh sản. Nhờ đó mà khả năng sinh lý của các quý ông bị hiếm muộn, vô sinh cũng được cải thiện. Tuy nhiên, nên hạn chế dùng gừng thường xuyên vì gừng có tính nhiệt, nếu dùng nhiều có thể gây nóng trong người. 2. Dâm dương hoắc. Dâm dương hoắc là nguyên liệu có tác dụng tăng cường sinh lực nam, đồng thời tác dụng của bài thuốc còn giúp nam giới sản sinh ra thêm số lượng tinh trùng khỏe mạnh. Do đó, dược liệu này thường xuyên góp mặt trong danh sách điều trị các bệnh liên quan đến sinh lý nam, bao gồm yếu sinh lý, tinh trùng ít và bệnh hiếm muộn, vô sinh. Đối với nam giới thường xuyên làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể dùng dâm dương hoắc để chống suy nhược cơ thể. 3. Nấm ngọc cầu. Nấm ngọc cầu là một trong những cây thuốc nam chữa vô sinh hiếm muộn cho nam giới hiệu quả. Không chỉ vậy, đây còn là nguyên liệu được xếp vào danh sách dược liệu giúp bổ thận, tráng dương. Thực tế, nấm ngọc cầu là dược liệu được thu hái từ rừng sâu. Thành phần dưỡng chất quý giá trong nấm ngọc cầu có thể bồi bổ khí huyết rất tốt. Đối với nguyên liệu này, thường sử dụng để ngâm rượu mới phát huy hiệu quả tốt nhất. 4. Rễ cao treo. Cây thuốc nam chữa vô sinh hiếm muộn cho nam giới được nhiều chuyên gia công nhận là rễ cao treo. Trong nhiều bài thuốc dân gian lâu đời sử dụng rễ cao treo như một vị thuốc làm tăng ham muốn, cải thiện sinh lý quý ông. Trong y học hiện đại công nhận, rễ cao treo có hiệu quả trong việc tăng cường hoạt động cương cứng của dương vật và giúp làm giãn nở hệ thống mạch máu đến tuyến cơ quan dưới. 5. Cây đinh lăng. Đinh lăng được liệt kê vào nhóm dược liệu có tác dụng bổ thận, tráng dương. Đồng thời đây cũng là loại dược liệu có thể giúp tuần hoàn máu lưu thông rất hiệu quả, từ đó chữa được chứng tắc nghẽn tại tinh hoàn và ống dẫn tinh, một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn phổ biến ở nam giới. Mục đích điều trị chính là để thông huyết mạch, tăng cường sinh lực nam và đồng thời còn giúp bồi bổ khí huyết. Các chuyên gia bác sĩ cũng nhận định đinh lăng có khả năng điều trị một số triệu chứng rối loạn cương dương, yếu sinh lý do nội tiết thay đổi. Thông thường dân gian hay lưu truyền bài thuốc rượu ngâm từ rễ đinh lăng kết hợp dùng nhiều dược liệu khác. 6. Cây mật nhân. Cây thuốc nam chữa hiếm muộn, vô sinh nam được ứng dụng điều trị khá phổ biến trong nền y học cổ truyền Việt Nam là cây mật nhân. Công dụng chính của cây mật nhân là giúp thải độc, thanh nhiệt, đồng thời bổ trợ chức năng gan, thận hiệu quả. Cây mật nhân là loại dược liệu tự nhiên có nhiều lợi ích trong điều trị rối loạn sinh lý, sinh sản ở nam giới. Sở dĩ cây mật nhân hữu ích trong việc điều trị các bệnh sinh lý, vô sinh hiếm muộn ở nam giới là do tính chất dược liệu có thể tăng cường sản sinh hormone sinh dục, từ đó cải thiện hoạt động của tinh hoàn, giúp sản sinh những tinh trùng khỏe mạnh.